Xin chào các bạn đã quay trở lại với Tech Mark và đây là bản tin Tech Daily ngày 22 tháng 4. Và trong bản tin ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ đến với một nhân vật duy nhất, đó là Samsung mà thôi. Đến với tin đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nói về việc Samsung mới đây đã công bố chính thức về việc vừa hoàn thành quá trình phát triển tiến trình chip 10 nanomet thế hệ 2 của họ. Cụ thể thì tiến trình 10 nanomet mới có tên mã là 10LPP cho khả năng tối ưu hiệu năng hơn 10% và tiêu thụ ít điện năng hơn khoảng 15% so với quy trình 10 nanomet hiện nay mà Samsung đang sử dụng là 10LPE, vốn để sản xuất các con chip flagship hiện nay như là Snapdragon 835 hay là Exynos 8895 và được trang bị trên các điện thoại hàng đầu hiện nay như là Galaxy S8 hay Xperia XZ Premium. Samsung cho biết là với tiến trình chip mới thì sẽ giúp họ đa dạng hóa nhóm đối tượng khách hàng, không chỉ dừng lại ở các thiết bị di động mà còn hướng tới các máy tính, thiết bị đeo Internet of Things và các mạng lưới mạng. Bên cạnh đó thì công ty Hàn Quốc cũng bày tỏ tham vọng sẽ tiếp tục cải tiến tiến trình sản xuất để đi tới quy trình 7 nanomet nhanh nhất có thể. Có thể thấy thì việc tiếp tục cải tiến tiến trình sản xuất chip sẽ giúp Samsung có được những lợi thế nhất định bên cạnh những đối thủ gia công chip di động lớn nhất khác hiện nay như là TSMC, cũng như tiếp tục thể hiện là một nhà cung ứng dây chuyền sản xuất chip đáng để mắt từ phía những ông lớn như là Apple hay Qualcomm, mặc dù Samsung cũng là một ông lớn. Và với thông tin tiếp theo thì vẫn là Samsung thôi. Hiện tại đã bắt đầu đưa bộ đôi flagship Galaxy S8 và S8 Plus lên kệ trên toàn thế giới. Và đây cũng là một dịp khá phù hợp để công ty Hàn Quốc đưa ra công bố chính thức về việc hợp tác với Google để sử dụng ứng dụng Play Music làm trình phát nhạc mặc định trên các điện thoại tiếp theo của họ. Điều này đồng nghĩa với việc ứng dụng nhạc riêng do Samsung phát triển trước đó sẽ bị khai tử. Việc sử dụng Play Music sẽ giúp Samsung tiếp cận được một số tính năng kết hợp khá hay ho mà Google đã trang bị cho ứng dụng của họ như là Internet Radio, tương tự như là Spotify, tính năng lưu trữ đám mây lên tới 50.000 bài hát, vân vân. Được biết, việc khai tử ứng dụng nhạc riêng của Samsung không hoàn toàn là một điều gì đó quá mới mẻ, bởi ngay từ trước không lâu thì Samsung cũng đã bắt đầu cung cấp tùy chọn Play Music như là một trình phát nhạc mặc định trên Galaxy S7. Và chỉ đến gần đây thì họ mới chính thức loại bỏ khỏi chiếc flagship mới nhất của mình. Việc ngày một cắt giảm các ứng dụng thừa thãi được cho là một hướng đi mới khá tích cực của Samsung trong việc tối giản hóa bộ giao diện TouchWiz hoặc Grace UX trên điện thoại của công ty. Sau thông báo này thì nhiều khả năng Samsung sẽ bắt đầu tiến hành gỡ bỏ ứng dụng này trên các thiết bị cũ thông qua một bản cập nhật OTA trong thời gian ngắn sắp tới. Và nãy mình nói là toàn tin Samsung nhưng mà thế nào lại có lọt một tin Vivo vào đây. Và hãng điện thoại Vivo mới ra mắt một chiếc điện thoại thông minh tiếp theo của họ mang tên là i53, i dài đó. Về cơ bản thì đây là một mẫu điện thoại giá rẻ nhưng mà lại cận trung cấp và được công ty nhấn mạnh vào một số tính năng khá cao cấp, buồn cười nhỉ, như là màn hình tích hợp bộ lọc ánh sáng xanh hay là chụp ảnh siêu độ phân giải. Về cấu hình thì Vivo i53 sử dụng màn hình 5 inch HD, vi xử lý Snapdragon 425 1.4GHz, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB và hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB. Camera chính 8MP cho phép chụp ảnh siêu độ phân giải 32MP cùng cơ chế nháy màn hình làm đèn flash trợ sáng để phục vụ selfie. Giá bán lẻ đề xuất của chiếc điện thoại này là từ 3,39 triệu đồng. Và vừa rồi là tất cả những thông tin chúng ta có trong bản tin Tech Daily ngày hôm nay. Hy vọng các bạn tìm thấy những thông tin hữu ích với mình và chúng ta sẽ phải chia tay nhau thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin Tech Daily tối ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.